Hello, hello, xin chào anh em nhé, và chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong cái video ngày hôm nay, tôi lại tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ anh em cách bắt cầu tài xỉu với cái số là 27 cô, mình sẽ đánh như thế nào, bọn này như thế nào thì kiếm một lãi mời anh em xem nhá. Rồi thì anh em sắp vào anh em mình có tài xỉu. Đấy, còn anh em nào mà muốn chơi game này nhá, đấy, thì cứ việc là bấm vào link game mình có gắn ở phía dưới phần mô tả video nhá. Bởi vì gần đây cũng khá là nhiều anh em hỏi mình anh em đấy. Mình cũng nói nhiều lần rồi nhá, link game mình có gắn ở bên dưới phần mô tả video, anh em có thể bấm vào đó tải về chơi nhá. Ok, còn không tải được thì anh em sẽ tải mình phần mềm Fake IP 4.1 về rồi bật lên thôi, thì nó sẽ sử dụng bình thường, tải bình thường anh em nhá. Rồi, tại đầu tiên thì mình sẽ vào ngay con tài 3M nhá, để xem. Sáu hai ok lụm nhá, được chưa? Nào, ta này làm xỉu đi, biết đâu lại đi 1-1 thì mình lại bú nó anh em. Đấy. Cái hay là nó ở đó, 770 luôn nha. Ui, lại gãy mất rồi anh em ơi, đen quá. Bây giờ anh em vào cái công thức cho mình đi, anh em vào đấy mình cái xí ngầu 1 cộng xí ngầu 2 nhá. Ở đây là 4 cộng 4 bằng 8, và 8 là chẵn thì chắc hẳn là anh em cũng biết đánh gì rồi. Tất nhiên là quất cho mình con tài rồi, tài này mình sẽ quất 2M nhá. Bú luôn nhé, gợi ổ anh em ơi, đẳng cấp chưa? Và theo công thức phát là nó tất nhiên nó phải đẳng cấp rồi, nét căng luôn. 5 cộng 6 11, 11 đã này chơi xỉu nhá. 9 lít cho mình này. Trời ơi, 2-4 hơn ra 5 nữa anh em ơi. Nào bây giờ đây là 2 cộng với 4 anh em nhá, 6 ok đánh tài. Tiếp tục vào tài này, một cổ anh em. Thích bệt cho đi bệt luôn.
quá cày thật này nhà bạn, đánh là bảy chơi game này khó quá. À, 1+1=2 nhá, 2 là chẵn thì chơi tài mình. 1 mở tài nhá. Ui mày quá anh em bạn, không ra một, tưởng ra một nó thì ức mẹ mày, lúc không ăn được cơm một anh em ạ. Rồi nghỉ nhá, tổng là mình chốt được gần 4 mờ, nghỉ đâu anh em ạ. Thì còn này là phải có rồi, anh em xem video của mình nhớ nếu mà cảm thấy hay thì đừng quên để lại mình xin một like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều, bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau mình nhá.